chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn và may mắn hãy thay đổi rung động của bạn trong quy luật vũ trụ bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và có thể biểu hiện sự thay đổi tùy theo cách bạn định hướng suy nghĩ và cảm xúc của mình mọi thứ trong cuộc sống đều là rung động mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo thành từ các phân tử dao động với các tốc độ khác nhau điều này bao gồm cây cối cơ thể đá động vật suy nghĩ và cảm xúc rung động của con người bao gồm tất cả mọi thứ từ vật chất đến cách bạn truyền đạt những suy nghĩ mà bạn nghĩ nói một cách dễ hiểu một số phân tử rung động nhanh hơn và một số rung động chậm hơn có rung động cao hơn và rung động thấp hơn khi bạn rung động ở mức độ cao hơn bạn cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc và thoải mái hơn trong khi mức độ rung động thấp hơn cảm thấy nặng nề u tối hiện tại bạn đang rung động như thế nào sau đây là những cách giúp bạn có thể nâng cao rung động của mình mọi thứ trong cuộc sống đều là năng lượng năng lượng rung động ở các tần số khác nhau điều quan trọng là phải nhận thức được tất cả các nguồn năng lượng đang trôi nổi xung quanh chúng ta từ các hành tinh các vấn đề thế giới các vấn đề tập thể vấn đề gia đình thực phẩm của chúng ta và tất cả các vấn đề khác còn quá nhiều thứ để đề cập nhưng điều quan trọng nhất của tất cả là nhận thức được tần số nội tâm của chính chúng ta bởi vì tần số rung động này tạo ra trải nghiệm của chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta tần số bên trong của chúng ta tạo thành rung động cá nhân của chúng ta cảm xúc và niềm tin suy nghĩ và lời nói của chúng ta đều rung động ở một tần số cụ thể chúng ta tạo ra rung động cá nhân của chúng ta rung động của chúng ta là tùy theo bản thể của chúng ta và năng lượng của chúng ta kết hợp với năng lượng khác rung động ở cùng một tần số năng lượng những gì chúng ta thấy trong cuộc sống của mình là những suy nghĩ lời nói cảm xúc và niềm tin đã được kết tinh đã thành hình đã đến được tạo ra bởi những tưởng tượng và cảm xúc vô thức của chúng ta nếu chúng ta đang rung động sự oán giận và cảm thấy không được đánh giá cao cả ngày và hàng ngày sự rung động của chúng ta sẽ kết hợp với nhiều rung động giống nhau hơn chúng ta sẽ gặp những người và trải qua những tình huống đang rung động ở cùng một tần số chúng ta sẽ nhận được sự xác nhận về sự rung động này trên mỗi bước đường và chúng ta sẽ tiếp tục hòa nhập với ngày càng nhiều năng lượng tương tự nếu chúng ta rung động với sự tự tin và tình yêu và lòng biết ơn sự rung động này sẽ kết hợp với nhiều điều tương tự và chúng ta sẽ nhận được sự xác nhận về sự tự tin và tình yêu của chúng ta từ những người chúng ta gặp và những tình huống chúng ta trải qua mọi đau khổ đều có chung một gốc rễ chúng ta đã quên mất chúng ta là ai chúng ta có sức mạnh vô hạn của ý thức phổ quát bên trong chúng ta thực sự chúng ta là ý thức này và sức mạnh này trải qua chúng ta và ra thế giới xung quanh chúng ta mọi thứ đến với chúng ta không có gì đến với chúng ta từ bên ngoài chúng ta là người tạo ra trải nghiệm của mình Chúng ta là người tạo ra thế giới của chúng ta. Khi chúng ta kết nối với chính mình và sống từ trái tim, chúng ta tự nhiên ở trong trạng thái rung động cao hơn. Khi chúng ta bị ngắt kết nối và sống trong đầu, chúng ta ở trạng thái rung động thấp hơn nhiều. Khi trong đầu chúng ta đang sống ở trạng thái ý thức thấp hơn và ở trong tâm hồn chúng ta đang ở trạng thái ý thức cao hơn. Tuy nhiên, những kẻ thù thực sự duy nhất mà chúng ta có ở bên trong chúng ta đó chính là sợ hãi, căm ghét, nghi ngờ, lo lắng, phẫn uất, khiếp sợ và chúng chắc chắn không tru ngụ trong tim. Chúng ta cần phải nhận thức được những gì chúng ta đang liên tục chú ý đến và tự hỏi bản thân, điều này hỗ trợ tôi nâng cao rung động của mình hay chỉ là hạ thấp nó hơn nữa trong mọi khoảnh khắc của bây giờ chúng ta có sức mạnh bên trong mình để thay đổi cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Khi chúng ta làm một cách có ý thức những gì chúng ta đã luôn làm một cách vô thức, khi chúng ta thay đổi suy nghĩ và thừa nhận cảm xúc của mình, khi chúng ta buông bỏ tất cả những thứ làm tiêu hao năng lượng của mình, khiến chúng ta trì trệ hoặc khiến chúng ta cảm thấy thấp thỏm, cho dù suy nghĩ, lời nói, con người hay tình huống, chúng ta thay đổi rung động của chúng ta và kết quả là mọi thứ thay đổi xung quanh chúng ta chúng ta có thể không thay đổi được người khác nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình bằng cách nâng cao độ rung chúng ta phát ra độ rung cao hơn và độ rung xung quanh chúng ta sẽ tự động được biến đổi bản thể của chúng ta sau đó sẵn sàng rung động để chuyển sang cấp độ phát triển tiếp theo của chúng ta muốn đổi đời hãy đổi rung động nhiều tình yêu và những lời chúc phúc sẽ đến bên bạn. Sự hiện diện của bạn là sức mạnh của bạn. Làm thế nào để nâng cao cảm xúc và rung động tinh thần của bạn? Thứ nhất, đó chính là lòng biết ơn. Biết ơn là một trong những cách nhanh nhất để tăng cường rung động của bạn. Hãy thử ngay bây giờ, hãy hướng sự chú ý của bạn đến những gì bạn biết ơn trong thời điểm này. Đó có thể là thời tiết đẹp, hoặc thực tế là bạn đã được ban phước cho một ngày mới trên trái đất này bạn không thể cảm thấy sợ hãi hay tức giận trong khi cảm thấy biết ơn cùng một lúc do đó khi bạn cảm thấy bản thân đang trải qua một cảm xúc thiếu năng lượng hãy xem liệu bạn có thể chuyển sự chú ý sang lòng biết ơn hay không hãy biết ơn hãy biến biết ơn thành một thói quen và nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống khi bạn bắt đầu trải nghiệm nhận thức thiên liêng và đánh giá cao những điều nhỏ nhặt. Thứ hai, tình yêu. Hình dung người yêu đang ngồi trước mặt bạn và để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Cảm giác mở rộng, nhẹ nhàng và hạnh phúc sẽ chiếm lấy con người bạn. Và ngày đó là sự thay đổi mà bạn đang tìm kiếm. Tình yêu là một trong những trạng thái rung động cao nhất của bản thể và có sức mạnh kéo bạn ra khỏi cả những hố sâu nhất thúc đẩy trái tim của bạn để yêu thương và năng lượng của bạn sẽ bắt đầu tăng vọt. Thứ ba, sự hào phóng. Bất cứ khi nào bạn trở nên keo kiệt hoặc tham lam với bất cứ thứ gì, tình yêu, sự quan tâm, tiền bạc, điều đó sẽ làm giảm rung động của bạn và khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Trên thực tế, bất cứ khi nào bạn gắn hạnh phúc của mình với một thứ gì đó bên ngoài bản thân, nó sẽ khiến bạn cảm thấy ngược lại với cách bạn muốn cảm nhận. Thuốc giải độc là phải rộng lượng. Bất cứ điều gì bạn muốn nhiều hơn trong cuộc sống của mình, hãy cho đi. Điều thứ tư, thiền định và hơi thở. Một cái gì đó càng thật thì mức độ ý thức, độ rung động của nó càng cao. Do đó, khi bạn rèn luyện bản thân để hiện diện với khoảnh khắc bạn đang ở, bạn cộng hưởng hài hòa hơn với sự thật quá khứ và tương lai chỉ ở trong tâm trí bạn sự thật duy nhất là bây giờ ngồi thiền và hít thở trong tâm trí cũng làm dịu hệ thống thần kinh của bạn cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác bình yên hơn tất cả những phẩm chất rung cảm cao sẽ có lợi cho trạng thái của bạn thực hành tâm linh này giúp nâng cao mức độ rung động của bạn nhanh chóng để bạn có thể tận hưởng những lợi ích từ nó điều thứ năm tha thứ đổ lỗi là một năng lượng thấp nếu bạn có thể hướng tới sự tha thứ bạn sẽ giải phóng năng lượng thấp hơn có thể đè nặng lên bạn chúng ta nên tha thứ dưới bất kỳ tổn thương nào tha thứ là sự thánh thiện tha thứ là sức mạnh của kẻ hùng mạnh tha thứ là hy sinh sự tha thứ là yên lặng của tâm trí tha thứ và dịu dàng là những phẩm chất của những người sở hữu bản thân họ đại diện cho đức hạnh vĩnh cửu mọi thứ bạn tiêu thụ là năng lượng cuộc sống nếu bạn ăn nhiều năng lượng chết ở dạng thịt đồ chiên hoặc thực phẩm chế biến sẵn bạn sẽ giảm rung động của mình bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giàu năng lượng như trái cây và rau hữu cơ sẽ khiến bạn trở nên nhẹ nhàng và sống động hơn thức ăn có độ rung cảm cao làm cho độ rung của một người cao hơn những gì bạn nghĩ về bạn trở thành và mỗi suy nghĩ bạn nghĩ sẽ tạo ra tương lai của bạn nếu những suy nghĩ bạn cho là bi quan lo lắng thái quá hoặc theo bất kỳ cách nào là tiêu cực bạn có thể sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm cũng giống như lòng biết ơn thu hút nhiều điều tương tự vào cuộc sống của bạn thì sự thiếu kiên nhẫn ghen tị và không xứng đáng cũng vậy năng lượng tiêu cực này có thể khiến bạn cảm thấy nặng nề hãy chăm chỉ xem xét những suy nghĩ mà bạn dành cho sự chú ý của mình vì bạn có thể chỉ mất 17 giây để một suy nghĩ thu hút người khác thích nó và kích hoạt luật hấp dẫn, đẩy đi năng lượng tiêu cực và chọn những suy nghĩ tích cực vì chúng là chìa khóa để thay đổi tích cực. Năng lượng không giới hạn trong thực phẩm bạn ăn mà bao gồm mọi thứ bạn tiêu thụ. Hãy chắc chắn rằng chương trình giải trí của bạn có độ rung cao và khiến bạn cảm thấy thăng hoa hơn là cạn kiệt mạng xã hội có thể khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hay không an toàn bộ phim hành động bạo lực đó có thực sự nâng cao tâm trạng của bạn hay nó góp phần làm bạn lo lắng nhạc bạn nghe có ca từ bạo lực hoặc có độ trung thấp không việc thay đổi nhạc nền trong lộ trình đi làm hàng ngày của bạn có thể đóng góp như thế nào vào quá trình trong ngày của bạn hãy chọn lọc về lượng phương tiện truyền thông của bạn cũng như về chất lượng của thực phẩm bạn ăn và bạn sẽ tìm thấy năng lượng mới trong ngày của mình. Hãy chắc chắn rằng nhà và môi trường làm việc của bạn phản ánh vẻ đẹp, niềm đam mê và nhiệt huyết cho cuộc sống. Ánh sáng phù hợp có thể tác động đáng kể đến năng suất và tâm trạng của bạn, giảm sự lộn xộn và tạo thêm không gian cho sự rõ ràng. Môi trường xung quanh bạn có ảnh hưởng lớn đến cảm giác bên trong và cuộc sống của bạn. Một lợi ích kép cho việc nâng cao độ rung của bạn hay tập thể dục ở những hoạt động ngoài trời, hay tạm dừng cuộc sống ngồn ngào liên tục của công nghệ và kết nối lại với mẹ thiên nhiên. Ngay cả một vài phút dành cho tâm trí ở ngoài trời cũng có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bạn. Đó là lý do tại sao đi dạo quanh khu nhà khi bạn đang suy sụp tinh thần hoặc có những cuộc cãi vã với người yêu của mình rất là có lợi cho bạn. Hãy chắc chắn rằng các mối quan hệ của bạn đang ở mức cao. Cuối cùng, hãy vây quanh bạn với những người nâng bạn lên thay vì kéo bạn xuống chỉ dành thời gian cho những người khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân những người tin tưởng vào bạn và quan tâm đến việc cộng hưởng với tần suất cao giống như bạn việc nâng cao tần suất tràn đầy năng lượng của bạn là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho thế giới khi bạn nâng mình lên bạn mang theo những người khác cùng mình đây là cách duy nhất bạn có thể góp phần nâng cao ý thức tập thể của thế giới. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại